vận hành được. Giờ đang coi được mà tao thủy đi. Được không? Bên đây bên đây đau quá ngực nữa. Mất một phút cuộc đời. Alo. Màu gì? Cái gì? À, màu tía mà gì mày? Tía? Tía chân vàng. Ừ. Màu khác màu gì? Xám hả? Ô rồi. À, không có đâu. Mình nó sao nó đu hết nhiều đấy mà nó bị ái liền chứ nó à, không nói gì một màu thôi. Cơm cho con. Thế là ông không biết nào ha, không biết được bán cho mấy con rồi quay lại hỏi nữa. Bán gà thịt và mà đồi đồi gì, gà ô, gà xám. Gà tía nó mưa ấy chứ. Thì cha đấy thiệt, không biết nó một lần. Máy thì biết, máy công nghiệp.